tật xấu, đó là cứ ngồi ngồi học thì không đúng tư thế, mà bình thường thì cứ hay ngồi trên nằm trên giường, hoặc là nếu mà ngồi vào bàn thì cứ ngồi kiểu quằn tay lao bàn này. Bố mẹ này cũng nhắc rất là nhiều nhưng mà chỉ được một lúc thôi thì xong đấy, đâu vào đấy. Bố mẹ cũng rất là đau đầu về cái việc này, vì việc này nó sẽ, nếu mà ngồi không đúng như thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến cong quẹo cuộc sống, hoặc là sẽ bị gù, hoặc là cái cuộc sống nó không thẳng, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn sau này rất là nhiều. Vô tình thì chị được biết đến cái liệu trình Working Kit của Justin thì chị đã cho bé đến trải nghiệm, thì không ngờ là bạn ấy rất là thích lắm ấy. Thế xong rồi là khi mà làm xong liệu trình và được cô viện trưởng tư vấn về tư thế ngồi này, cũng như là các cái sinh hoạt. 고객님 같은 경우 처음 관리를 받으러 왔을 때는 불규칙한 생활과 바르지 않은 자세로 인해 키가 또래보다 작은 편이었습니다. 또 활동량 없이 장시간 앉아 있는 시간이 많다 보니 몸의 균형도 틀어지고 어깨 근육과 종아리 근육이 많이 수축되어 있었습니다. 그래서 저희 약수면과 성장관리를 통해 수축된 근육을 이완시켜드리고 뼈대를 자극해 영양 공급과 칼슘 흡수율이 높아지고 틀어진 뼈대가 반듯해졌습니다. 또 관리와 함께 바른 자세와 생활습관, 식습관 등을 체크하고 알려주었습니다. 그 결과 10회 동안 약 13cm가 자랐고 평소 잠을 잘 못 자던 어린이가 잠을 규칙적으로 잘 자게 되었습니다. Xin chào các bạn. Hôm nay tớ đang được làm buổi thứ 10 ở liệu trình tên là Working Kit. Làm liệu trình này rất thoải mái, tớ được thư giãn rất nhiều. Buổi đầu tiên tớ làm thì hay bị đau ở phần gáy, nhưng mà cô viện trưởng đã giúp tớ giãn cơ ra và tớ không còn bị đau như lần trước nữa. Tớ còn bị đau ở chỗ bắp chân bên phải dưới, nó khi tớ gồng lên nó đau lắm, tớ không thể nào mà chạy nhanh khi học tiết học thể dục được. Các cô nước ngoài đã giúp tớ để giãn cơ ra và tớ không còn bị đau nữa. Tớ thích nhất khi đến đây là tớ được xoa bóp, các cô xoa bóp rất thư giãn. Buổi đầu tớ cao có 1m27 thôi, nhưng tớ đến buổi thứ 10 bây giờ đã là 1m38 rồi. Các bạn hãy thử nhé. Thì bạn ấy rất là thích, bạn ấy về một cái thì bạn ấy thay đổi luôn hoàn toàn cái đặc biệt là cái tư thế ngồi, thì bạn ấy ngồi vào bàn rất là may mắn. Có một hôm mà vô tình nhìn thấy mẹ ngồi bắt chéo chân ấy, thì bạn ấy cũng nhắc luôn là mẹ không được bắt chéo chân, thế để ảnh hưởng đến xương đấy. Thì là rất là bất ngờ là bạn ấy thay đổi hoàn toàn luôn, và luôn luôn háo hức chờ mong đến cái buổi làm liệu trình cố định là vào thứ năm ở sở Hàm Nghi. Sau 7 buổi liệu trình thì bạn ấy nhìn thấy bạn tư thế của bạn ấy nó cũng là tại vì có thể là tại bạn ấy kiểu thẳng lên rồi ngồi tư thế rồi thì bạn ấy cao hơn hẳn.